Vâng, hôm nay em đã đang test cái nồi cơm Hitachi này nhá. Đấy. Rất nhiều chức năng nấu, còn này có cái chế độ eco này này. Mã của nó là ZMG10Z. Thế hôm nay em test thử nấu cơm gia đình ăn xem nào. Đấy. Wow, con này có áp suất anh em. Cơm rất chín đều và ngon này, và rất ráo cơm này. Đấy. Con này áp suất lên đến 30 PA cơ. Đấy, nên là hạt cơm rất chín, nở rất đều đây nhé. Đấy, rất nhiều hơi anh em. Đấy. Hạt cơm rất mềm anh em. Rất mềm. Lồi cao tần áp suất Hitachi 1 lít. Cơm chín đều này, không bị nhã này. Chống dính rất tốt, không dính một hạt cơm nào luôn. Đây, hôm nay em test nấu hai bò gạo đấy, gia đình ăn. Đây, anh em thấy không? Hàng lồi cơm Hitachi nội địa Nhật chạy 100V. Đấy, áp suất này. Đấy, wow. Bì khổng lồ luôn này. Đấy nhá. Đấy, ngoại hình này rất đẹp, không hề bị móp méo này. Không hề móp méo này nhá. Có rất nhiều chế độ nấu rồi. Đấy. Hạt cơm nở rất đều này, chín được từ lõi chín này, này. Cơm mềm lắm anh em ạ. Anh em nào mà thích nồi dòng Hitachi có áp suất này nhé, cao tần áp suất này nhé, thì liên hệ với em qua số điện thoại 0987 807 038. Địa chỉ em ở Kim Thành, Hải Dương nhé. Ok, xin chào tất cả anh em.